Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần thời sự ngày hôm nay. Đầu tiên hết, một người đàn ông của Úc đã bị cáo buộc là có một cái trò lừa gạt lên tới 2 triệu mỹ kim. Bản tin từ Sydney cho biết là một người đàn ông đang đối diện với một tòa án tại tiểu bang New Starwell sau khi mà ông ta đã dùng những cái tên công ty không có thật tức là những công ty giả để mà nhận đi lên tới 2 triệu đồng tiền Úc kim. Các cảnh sát cho biết là họ đã truy tố ông này 15 tuổi sau khi mà có cuộc điều tra về tất cả những công ty à, được xem là bất hợp pháp của ông ta đã được tạo ra để mà dùng tất cả những cái uh, tên tuổi của những nhân viên làm việc để mà uh, lấy tiền của chính phủ mà không cho họ biết được trong ngày thứ bảy thì phía cảnh sát của Úc đã bắt giữ người đàn ông 37 tuổi này ở tại Guildford. Ông ta bị truy tố ít nhất là 7 tội liên quan tới vấn đề lừa gạt tài chánh và 8 tội là đã cố tình sử dụng tất cả những cái nguyên liệu, những cái tài liệu giả để mà à, xin tiền của chính phủ. Đây được xem là một trong những cái vụ án lừa gạt lớn nhất tại Úc trong vấn đề à, dùng à, cái tên công ty giả để mà lấy những cái ngân quỹ liên quan tới cứu trợ đại dịch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày, à, và Úc Châu ngày hôm nay. Trong khi đó thì các lãnh đạo cao cấp sẽ có mặt tại Geneva trong cuộc nói chuyện sau khi mà có sự căng thẳng giữa Nga và Hoa Kỳ. Thứ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ là bà Wendy Sherman và Thứ trưởng ngoại giao của Nga là Sergei Ryabkov sẽ à, là dẫn đầu một cái cuộc đối thoại về an ninh giữa hai quốc gia tại Geneva vào ngày 10 tây tháng Ma Diên ở tại sau khi có cả áp lực của cộng đồng quốc tế là buộc Nga phải giảm đi căng thẳng ở dọc biên giới của Ukraine. Trong ngày thứ năm vừa rồi, thì ông Tổng thống Joe Biden và ông Tổng thống Vladimir Putin đã có một cú điện thoại nói chuyện và trong đó thì phía của Moscow đã đề nghị và đòi hỏi là phải đáp ứng cái yêu cầu của Nga là bảo đảm về an ninh. Nga gần đây đã có khoảng chừng 90.000 quân trú đóng ở tại biên giới của Ukraine báo động cho các quốc gia tại Âu Châu và Liên minh NATO. Trong khi đó thì ông Putin vẫn muốn rằng NATO phải cam kết việc bảo đảm về an ninh của họ. Trong khi đó thì ông Joe Biden ngược lại đe dọa rằng là nếu như nga có hành động xâm chiếm uh, ukraine thì ông ta sẽ có những biện pháp mạnh hơn và sẽ gia tăng lệnh cấm vận đối với nga ngay sau đó thì ông putin cho biết nếu như mà ông putin gia tăng cường cái lệnh cấm vận với nga thì điều này có nghĩa là một cái điều đổ vỡ hoàn toàn các mối quan hệ giữa hoa kỳ và của nga và các cuộc đối thoại diễn ra vào tháng giêng các nhà lãnh đạo đang tìm kiếm các đường hướng để giải quyết cái tình trạng hiện nay tất cả các nhà lãnh đạo đều biết là họ đang nằm ở khu vực khá nóng bỏng và phải tìm cách giảm đi tất cả những căng thẳng đó là một viên chức cao cấp của chính quyền Joe Biden đã tiết lộ với hãng thông tấn Reuters. Trong khi đó, ông Putin đã nói rất rõ ràng là bất kỳ một lệnh cấm vận nào sẽ dẫn đến việc mà Nga không thể tiếp cận cái hệ thống tài chính toàn cầu sẽ nhận được cái sự phản ứng của Nga ngay lập tức và sẽ dẫn tới việc đổ vỡ hoàn toàn các mối quan hệ giữa hai quốc gia à, và ngày hôm nay chủ nhật thì ông biden cũng sẽ có cuộc nói chuyện với lại ông à, tổng thống của uh, ukraine là uh, zelensky Bản tin mới nhất cho biết là ông Joe Biden dự tính trong ngày hôm nay sẽ có cuộc nói chuyện với tổng thống của Ukraine là ông Zelensky về việc sau khi mà ông ta có lên tiếng cảnh cáo nga trong vấn đề mà gọi là tấn công và có thể xâm chiếm Ukraine, ông Biden tái xác nhận việc ủng hộ của Hoa Kỳ với chủ quyền lãnh thổ của Ukraine và thảo luận với việc mà nga đang có cái mạng lưới quân sự trú đóng rất đông đảo tại khu vực biên giới theo tường trình của tòa bạch ốc và ông Zelensky, tổng thống của Ukraine trong một bản statement cho biết là ông đang tìm cách nói chuyện với ông Joe Biden để phối hợp từng bước một nhằm duy trì cái hòa bình tại Ukraine và an ninh tại Âu châu. Trong khi đó thì vào tháng trước ông Biden cũng có cuộc nói chuyện với ông Zelensky và cam kết rằng ông ta sẽ không quyết định hay là à, đưa ra một cái quyết định nào mà không có à, sự à, đồng ý của Ukraine. Ông Biden à, và trong tuần này cũng đã nói chuyện với ông Putin gần một à, tiếng đồng hồ và trong đó thì uh, trong cuộc đối thoại ngày hôm nay thì ông uh, biden dự tính là sẽ tiếp tục cam kết là sẽ hỗ trợ cho ukraine bảo vệ cái đường biên giới đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của ukraine ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay hoa kỳ đã cắt bỏ các cái chương trình cho phép tham gia vào cái uh, uh, tự do mậu dịch của một số quốc gia ở tại uh, phi châu trong đó gồm có ethiopia mali và guinea đó là bản tin mới nhất hoa kỳ ngày thứ bảy đã cho biết họ cắt bỏ ethiopia mali và guinea có thể tham gia vào cái chương trình gọi là miễn phí về mậu dịch và trong đó tiếp theo ông joe ben đe dọa là sẽ có thêm những cái hành động mới khi mà những quốc gia này tiếp tục có những hành động gọi là vi phạm nhân quyền trong các cuộc đảo tránh vừa qua Hoa Kỳ đã loại trừ Ethiopia, Mali và Guinea ra khỏi cái hiệp ước gọi là AGOA, AGOA tức là AGOA, một cái hiệp ước, một cái chương trình mậu dịch dành ưu tiên cho những quốc gia phi châu khi họ xuất cản vào thị trường Hoa Kỳ là không bị đánh thuế. Ông Biden cho biết trong tháng 11 là Ethiopia có thể bị cắt bỏ khỏi cái chương trình này sau khi mà họ đã có những cái hành động vi phạm nhân quyền liên quan tới khu vực ở Tigray và trong khi đó thì mali và guinea cũng bị nhắm mục tiêu trong các cái cuộc gọi là đảo chánh gần đây việc ngưng lại sẽ đe dọa tới cái kỹ nghệ xuất cảng về vải sợi của ethiopia và được xem là cái cái, cái quốc gia này cung cấp các nguyên liệu để mà làm thành cấu tạo thành vải sợi cho tất cả những cái uh, mặt hàng ở trên toàn cầu về thời trang và trong đó thì uh, các quốc gia khác cũng bị uh, tình trạng tương tự và cái hiệp ước AGOA này vốn đã cung cấp cho các quốc gia nằm ở dọc theo cái sa mạc Sahara là họ có thể uh, tiếp cận và có thể xuất cản qua thị trường Hoa Kỳ và tháo gỡ tất cả những rào cản quan thuế dành cho họ. Và giờ đây thì ba quốc gia này đã bị loại trừ ra khỏi chương trình trên và có nghĩa là khi mà mặt hàng của họ nhập cản vào Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế tương tự như những quốc gia khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, các phi trường của Hoa Kỳ đã rơi vào hỗn loạn sau khi có thêm 2.700 chuyến bay đã bị hủy bỏ. Hệ thống mà di chuyển bằng hàng không của Hoa Kỳ đã rơi vào một cơn hỗn loạn từ ngày thứ bảy với thời tiết startup à, thời tiết được xem là xấu cộng thêm vấn đề mà thiếu hụt nhân viên khiến cho tất cả tổng cộng là 2723 chuyến bay đã bị cancel, tức là nằm chiếm phân nửa trong tổng số là 4698 chuyến bay trên toàn thế giới vào lúc 11 giờ trưa theo giờ miền Đông ngày chủ nhật theo tường trình của cái trang website có tên là Flyaway. À, thêm vào đó thì 5.993 chuyến bay nội địa đã bị trì hoãn vào ngày thứ Bảy, gần như là trong tổng số là 11.043 chuyến bay trên toàn thế giới đã bị đã có. Và theo tường trình à, được xem là tệ hại nhất của cái ngành hàng không Hoa Kỳ à, là skywest đã có đã hủy bỏ tổng cộng là 23% các chuyến bay của họ và tại Hoa Kỳ phi trường ở Chicago được xem là tổn thương nặng nề nhất là bởi vì đã có tình trạng thời tiết xấu và bão tuyết đã quét qua đây khiến cho họ không thể cất cánh. Đây được xem là rất uh, một trong những cái vấn nạn lớn nhất sau đà sau cái mùa lễ, đặc biệt là rất nhiều những phi công và những phi hành đoàn đã không đủ có mặt bởi vì tình trạng mà giới hạn trong cái vấn đề mà gọi là không chích chủng ngừa và một số người đã phải bị à, cách ly khi mà bắt đầu tình nghi là nhiễm đại dịch trong đó thì à, tổng cộng có 7.500 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên toàn thế giới trong cái tuần lễ Christmas đó là bản báo cáo của hãng thông tấn AFP và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay ngay sau khi mà tuyên bố ra tranh cử chức thượng nghị sĩ thì uh, của tiểu bang Pennsylvania thì ông Dr. Oz đã chính thức trở thành mục tiêu bị tấn công của tờ New York Times. Ông đã ghi danh bên Đảng Cộng hòa ông đa, tiến sĩ uh, Ma Mac Ox là một trong những nhân vật rất nổi tiếng trên hệ thống truyền hình của Hoa Kỳ, đặc biệt là đưa ra những cái ý kiến về xã hội và khoa học uh, trước đây và ông đã chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cái cuộc chạy đua vào ghế uh, thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Pennsylvania. Ông đã tuyên bố vào tháng 11 là ông sẽ tạm thời rời khỏi cái kỹ nghệ giải trí ở trên truyền hình để bắt đầu tham gia vào cuộc tranh cử ghế thượng nghị sĩ ở tại Pennsylvania mà ông ta nghi hy vọng rằng ông ta sẽ có thể chạy đua được và ông là một được xem là một người bạn lâu đời của cựu tổng thống Donald Trump và ngay lập tức ông đã trở thành mục tiêu bị tấn công của giới truyền thông cánh tả đặc biệt là tờ New York Times. Tờ báo này đã nhắc lại những cái quan điểm của ông trong những cái show truyền hình năm 2012, trong đó thì ông ta ông nói rằng là cái nước Apple juice có thể là một trong những cái mà có thể giúp cho người con người có thể uh, uh, giảm bớt những cái uh, tác hại và chất độc hại từ bên ngoài. Và cái ý kiến này sau đó thì uh, đã bị giới y khoa phản đối gay gắt. Tuy nhiên, một thời gian sau thì giới y khoa lại xác nhận cái uh, nhận định này của ông là đúng và ông được xem là một những nhân vật có ảnh hưởng khá lớn ở trên mạng lưới truyền hình của Hoa Kỳ. Nay sau khi mà ông tuyên bố ra tranh cử, thì tờ New York Times đã là tờ báo đầu tiên mở chiến dịch công kích vào cá nhân của ông. Dường như là tờ báo này gần như là đã không còn cái uh, tinh thần của một tờ báo mang tính chất gọi là neutral tức là khách quan mà họ đứng hẳn về phía lực lượng cánh tả và sẵn sàng tấn công vào bất kỳ một à, ai ghi danh bên lực lượng cánh hữu để ra tranh cử đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay trong bài diễn văn đầu tiên à, đầu năm thì à, tổng thống Đài Loan lên tiếng cảnh cáo là Trung Quốc đang có một cuộc phiêu lưu quân sự đáng nguy hiểm tổng thống đài, văn, đài loan là bà thái anh văn trong cái thông điệp đầu năm và bà đã gửi đến cho cộng sản trung quốc là việc à, tranh chấp về quân sự không phải là một câu trả lời và bắc kinh sẽ phải à, đối diện với một cái hệ quả và trong đó bà nói rằng bắc kinh đang có một cái cuộc phiêu lưu chính trị đầy nguy hiểm phía trung quốc vẫn xem đài loan là một vùng lãnh thổ à, phản loạn của họ trong khi đài loan bà thái anh văn khẳng định đây là một cái lãnh thổ độc lập chúng tôi phải à, nhắc nhở bà chính quyền cộng sản bắc kinh là đừng có phán xét về tình trạng à, và gia tăng cái việc gọi là à, 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 gọi là cuộc phiêu lưu chính trị đầy nguy hiểm của họ bà thái anh văn đã phát biểu ở trên cái à, đài truyền hình trong cái à, bài diễn văn đầu năm gửi đến tất cả người dân ở tại đài loan vào ngày thứ bảy và đã được à, à, like trực tiếp ở trên facebook bà cho biết là quốc gia đài loan là một quốc gia độc lập và họ sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cái à, quyền tự do và dân chủ trong khi trước đó thì ông tập cận bình cũng trong cái lời phát biểu đầu năm là bà ông ta tuyên bố rằng sẽ hoàn tất cái việc thống nhất đài loan quay trở về với lại quê hương mẹ và trong đó thì gần như là ông ta đã đưa ra những cái lời phát biểu và có ẩn ý là muốn thôn tính đài loan tuy nhiên thì à, bà Thái Anh Văn cho biết chúng tôi sẽ bảo vệ tới tận cùng cái à, nền tự do và dân chủ của chúng tôi trong khi thì à, ông Tập Cận Bình vẫn mong muốn rằng là thống nhất Đài Loan trong tinh thần ôn hòa tuy nhiên nếu lực lượng à, ly khai vẫn tiếp tục khiêu khích thì chúng tôi phải có một quyết định mạnh mẽ hơn đây là lời đe dọa của Tập Cận Bình đối với lại những người dân trên eo biển Đài Loan và đây được xem là những lời gà phát biểu khá mạnh mẽ của bà Thái Văn ngay sau khi mà Tập Cận Bình đòi thống nhất Đài Loan thêm một lần nữa. Trong khi đó thì Đài Loan có vẻ như sẽ tham gia vào cái cuộc tập trận Green Park trong vai trò được xem là một vai trò của một quan sát viên. Đài Loan dường như sẽ tham gia vào cuộc tập trận Green Park năm nay 2022 với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Á Châu Thái Bình, Vư, Bình Dương trong vai trò là một quan sát viên nhiều hơn là đưa lực lượng của họ tham gia chính thức cuộc tập trận được xem là hàng hải lớn nhất của thế giới có tên gọi là Rim Park đã bắt đầu từ năm 1971 và trong đó sẽ quy tụ khoảng 20 quốc gia và 25.000 binh sĩ theo tường trình của đài CNN và trong đó thì Đài Loan sẽ chính thức à, tham gia với vai trò là một quan sát viên sau khi mà ông Joe Biden tuần trước đã đưa ra lời mời khi mà ông ký vào cái đạo, đạo luật về à, ngân sách quốc phòng của năm 2022. Và trong đó thì à, Hoa Kỳ sẽ mời Đài Loan chính thức tham gia vào cuộc tập trận Rim Park này. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mạnh mẽ của Hoa Kỳ nhằm à, bày tỏ cái lập trường là sẽ cương quyết bảo vệ cho Đài Loan bằng mọi giá. Trong khi đó thì các tổ chức chiến lược và phân tích cho rằng Đài Loan vẫn trong cái tình trạng khá tế nhị và có thể họ sẽ được mời trong vai trò là quan sát viên quân sự của cuộc tập trận Dream Park này diễn ra vào mùa hè năm nay. Đây được xem là một trong những trận cuộc tập trận lớn nhất của Hoa Kỳ tổ chức 2 uh, năm một lần ở trên bờ biển Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Đài Loan. Trong khi đó thì... Uh, Ngoại trưởng của Trung Quốc đã chuẩn bị một cái tour kế tiếp để viếng thăm ba quốc gia ba quốc gia ở Đông Phi mà trong đó Bắc Kinh đang muốn thúc đẩy các mối quan hệ mạnh mẽ với các quốc gia tại Phi Châu. Ngoại trưởng của Trung Quốc sẽ bắt đầu một chuyến viếng thăm 4 ngày tới Eritrea, Kenya và Comoros vào ngày thứ ba theo tường trình của tờ Tân Hoa Xã cho biết. Và chuyến này được xem là chuyến công du đầu năm đầu tiên của ông Vương Nghị đến các quốc gia Phi Châu nhằm tìm cách gọi là thúc đẩy cái tầm ảnh hưởng của cộng sản Trung Quốc tại khu vực này, đặc biệt là khu vực Đông Phi, nơi mà Trung Quốc đã bắt đầu có những cái quan hệ ngoại giao và kinh tế từ năm 1991 và trong đó thì ông này cũng sẽ cam kết rằng sẽ hỗ trợ cho các quốc gia ở Phi Châu chống dịch. Trong khi đó thì một số quốc gia ở Đông Phi đã bắt đầu tìm cách tránh dần ảnh hưởng của Trung Quốc và bắt đầu tiếp cận lại với khối Tây Phương. Đặc biệt là chuyến viếng tâm Eritrea được xem là một trong những chuyến viếng tâm then chốt của Vương Nghị nhằm có thể thuyết phục các quốc gia này tiếp tục duy trì trong cái đường hướng của họ là gia nhập vào trong cái tiếp tục duy trì cái việc gia nhập vào một vành đai một con đường mà trong đó thì Eritrea và Kenya là hai quốc gia đã vướng vào những món nợ do Trung Quốc đã cho vay ra. Đây được xem là một trong những cuộc đi cuộc đi vận động mạnh mẽ nhất của Trung Quốc ngay ngày đầu năm kể từ khi mà họ bắt đầu bị tách rời các thị trường của Âu châu và của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và liên quan tới Hồng Kông ngày hôm nay lại có thêm một tờ báo bị shut down sau khi mà tờ The News đã bị cảnh sát Hồng Kông đột kích. Bản tin mới nhất cho biết là tờ báo này có tên là Citizen News, à một trong những cái cơ quan, một trong những tờ báo online của Hồng Kông cho biết ngày chủ nhật là họ sẽ ngưng lại tất cả các hoạt động vào ngày thứ ba sau khi mô tả rằng cái môi trường truyền thông ở tại Hồng Kông đã bị và phá hủy bởi cái chính sách mới của Trung Quốc áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông kể từ khi mà Hồng Kông trả lại cho Trung Quốc từ năm 1997 lời cam kết là duy trì tất cả các hiện trạng của Hồng Kông trong đó bao gồm luôn quyền tự do ngôn luận tuy nhiên kể từ cuộc biểu tình năm 2019 và sau khi mà đối diện với đại dịch năm 2020 chính quyền của Hồng Kông đã sử dụng đạo luật an ninh quốc gia mà cộng sản Trung Quốc áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông đã bắt đầu tìm cách loại trừ tất cả những cơ quan truyền thông độc lập ở tại hồng kông trong đó đầu tiên hết là tờ apple daily với ông jimmy lai đã bị truy, uh, truy tố uh, các cái năm tù liên quan tới vấn đề những hoạt động dân chủ của ông vừa mới đây nhất là tờ stand new một trong những tờ báo có cái khuynh hướng ủng hộ cho phong trào dân chủ cũng đã bị công cảnh sát quân công đột kích và bắt giữ đi sáu tổng bia sáu nhân viên của tờ báo này bao gồm luôn cả người đã từng là cựu thành viên hội đồng quản trị là nữ ca sĩ deniso nay thì tới tờ citizen new cho biết họ đã phải ngưng lại tất cả các hoạt động và cái việc ngưng này sẽ chính thức diễn ra vào thứ ba tuần này sau khi mà họ nói rằng môi trường ở tại À, truyền thông ở tại Hồng Kông đã bị mất đi tính chất độc lập và đang bị đe dọa bởi những cái luật lệ mới mà Bắc Kinh áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hồng Kông ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay một công ty sản xuất điện của Nam Hàn đã phải gia tăng giá sau khi mà họ bị tăng giá nguyên liệu từ Trung Quốc ít nhất là có 3 công ty công xưởng sản xuất tại Nam Hàn sẽ gia tăng cái việc sản xuất của họ và giá cả sản xuất bởi vì chi phí về các cái raw material tức là những nguyên liệu gốc từ Trung Quốc đã lên tới mức cao nhất từ năm ngoái. Một trong những công ty này uh, có tên là LG Energy Solution, uh, SK Innovation và Samsung SDI đồng loạt đưa ra cái là thông báo là họ sẽ cho tăng giá tất cả những sản phẩm điện của họ sau khi mà họ nói rằng là giá cả nguyên liệu từ Trung Quốc đã gia tăng khá nhiều và họ sẽ gia tăng cái mức à, giá bán à, về các sản phẩm của họ lên tới 7%. Trong đó thì họ cho rằng là việc mà Bắc Kinh đã bắt đầu giới hạn lại việc xuất cạn các nguyên liệu và nâng giá các nguyên liệu lên, bao gồm rất nhiều những cái ngành à, liên quan tới những cái hợp chất và nguyên liệu để sản xuất tất cả những cái thiết bị điện tử, bao gồm luôn ngành điện đã khiến cho họ đã không còn đủ à, cái tài chánh để mà à, duy trì cái mức à, bán bây giờ và sản xuất Do đó họ tuyên bố là sẽ gia tăng cái mức bán của họ trên toàn cầu Đây được xem là một trong những à, công ty thứ hai trên toàn cầu Đã tuyên bố là sẽ tăng giá mức bán Trước đó vài ngày thì công ty IKEA à, là có cái trụ sở tại Âu Châu Cũng tuyên bố họ sẽ gia tăng 9% các mặt hàng của họ trên toàn cầu Bởi vì tình trạng thiếu hụt nguyên liệu và thiếu hụt các cái nguồn cung cấp Khiến cho họ đã không thể... À, tiếp tục duy trì cái mát giá cả cũ và bây giờ họ phải bán theo cái giá mới cùng một lượt thì cái chất của lithium tức là cái chất mà để chế tạo các loại pin điện tử đã bắt đầu khoảng ở mức là khoảng 15.000 mỹ kim cho một tấn bắt đầu từ năm 2021 và nó đã gia tăng khá nhiều lên tới 230 phần trăm và điều này đã khiến cho các công ty sản xuất về các cái pin sạc và các cái điện của ngành điện tử đã phải tăng giá đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Nam Hàn. Trong khi đó, thì tin từ Nam Hàn cho biết là lực lượng quân sự của họ đã bắt giữ được thêm một số những người đào tị từ phía Bắc Hàn qua Nam Hàn. Các lực lượng quân sự của Nam Hàn vào ngày Chủ nhật cho biết là họ đã bắt giữ ít nhất một người đã vượt qua cái khu phi quân sự ở từ phía Bắc Bắc Hàn để xin đào tị tại Nam Hàn phía nam hàng cho biết rằng là họ đã ra sử dụng tất cả những cái hệ thống giám sát ở khu vực phía đông biên giới và đã gửi lực lượng của họ tới bắt giữ cái người này không biết là đàn ông hay phụ nữ vào tối ngày thứ bảy tuy nhiên Lực lượng đã không tìm kiếm được và bản tin mới nhất cho biết là phía Nam Hàn sáng ngày hôm nay cho biết là tổng cộng có 5 người Nam ở Bắc Hàn đã tìm cách đạo tị tới Nam Hàn băng qua cái khu vực gọi là phi quân sự tức là AMD Zone và khu vực này được xem là cái khu vực phi quân sự và trong đó có rất nhiều những cái bãi mìn từ tháng 9 năm 2020 thì phía Bắc Hàn cho biết họ bắn chết một cái một cái ngư phủ của Nam Hàn sau khi mà xâm nhập vào trong cái khu vực mà lãnh hải của họ và Nam Hàn cho biết là phía lực lượng của Bắc Hàn đã được lệnh là sẽ bắn bỏ tất cả những ai băng ngang qua biên giới để mà chống lại cái việc mà gọi là tại đại dịch có thể bùng nổ và trong đầu năm 2020 thì ông Kim Jong Un đã cho đóng cửa tất cả các đường biên giới của Bắc Hàn với của Trung Quốc nay thì cái khu vực à, gọi là DMZ là cái khu vực mà phi quân sự này là cái khu vực có rất nhiều những cái nguy hiểm và lực lượng đôi bên đều đồn trú ở bên ngoài các cái bãi mìn. Thì do đó thì đây là một trong những cuộc đào thoát được xem là đầy nguy hiểm và ít nhất 5 người đã được phát hiện và bắt giữ bởi uh, lực lượng binh sĩ của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nam Bắc Hàn và liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay. Chính thức lại có thêm một nhà báo độc lập đã bị Cộng sản Việt Nam kết án 5 năm tù. Cộng sản Việt Nam đã kết án một nhà báo độc lập mà theo tờ Epoch Times Anh ngữ cho biết người này có tên là Lê Trọng Hùng người đã có một cái chiến dịch tranh cử độc lập ở trong cái Quốc hội Cộng sản Việt Nam chính thức đã bị kết án 5 năm tù bởi một tòa án tại Hà Nội sau khi mà ông đã bị cáo buộc về cái tội gọi là đưa ra những cái thông tin chống lại cái chế độ. Ông Hùng đã bị kết tội là đã có những cái phát triển và cố tình đưa ra những cái thông tin chống lại Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam căn cứ trên một cái điều luật hình sự 117 của Bộ luật hình sự Cộng sản Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 27 tháng 3 và không có luật sư bảo vệ cho ông và tòa án này kết án ông 5 năm tù cộng thêm 5 năm à, quản chế ở trong nhà tòa à, đây được xem là một trong những cái à, tin mới nhất và một trong những luật sư đại diện cho ông là Hà Huy Sơn đã mô tả việc kết tội của ông Hùng là một hành động rõ ràng nhất về việc mà Cộng sản Việt Nam đã sử dụng những cái đạo luật này để kết án đối với những nhà bất đồng chính kiến. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Chính thức thì à, phía cộng sản Việt Nam bộ công thương đã gửi một cái lá thư cho bộ, bộ à, à, mậu dịch của Trung Quốc để khiếu nại về tình trạng mà Trung Quốc muốn áp dụng cái chính sách gọi là zero à, à, tức là chống lây nhiễm mà ở tại biên giới và trong đó đã đóng cửa tất cả các biên giới khiến cho phía Việt cộng sản Việt Nam bị kẹt tất cả những cái xe container chở hàng qua Trung Quốc Tình trạng này đã xảy ra ở tỉnh Quảng Tây và bây giờ thì phía Việt Nam đã chính thức qua cái là lá thư của và gọi là phó à, xin lỗi quý vị là thứ trưởng ngoại giao của Cộng sản Việt Nam đặc trách về ngoại giao là Nguyễn Minh Vũ trong cú điện thoại với lại phụ tá của Bộ Ngoại giao là Wu Qinghao đã đôi bên đã đồng ý là sẽ làm việc tiếp tục mặc dù là bây giờ phía Cộng sản Việt Nam vẫn đang bị kẹt hàng ngàn cái container và phía Trung Quốc vẫn tiếp tục đóng cửa dọc theo biên giới và kể cả các bến cảng của Trung Quốc. Đây là lá thư đầu tiên của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã gửi cho phía Trung Quốc để khiếu nại về tình trạng mà có cái cách đối xử bất công đối với là những nhà xuất cảng Việt Nam khi đóng cửa toàn bộ biên giới và nhân danh là phòng chống đại dịch. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi ra cuối tuần này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp. Mong quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.